Lại là một quán gà xá bắp cải cùng đồ Hàn mà thật sự là mình chỉ muốn giấu nhẹm làm của riêng. Ở ngay khu phố Hàn mà giá cực kỳ vừa ví học sinh sinh viên, thế mới ảo. Tóc sốt cay 49 này, cơm trộn 59, gà miếng sốt ngọt 69, mì giăm bông bát to hơn cái chậu hai người ăn không hết cũng chỉ 90. Rồi ramen, đùi gà sốt ngọt giá cũng mềm cơ. Set gà xá bắp cải cho 2 đến 3 người ăn chỉ 229, tính ra chỉ từ 80 canh một người. Nồi lẩu kim chi cho 2 người cũng chỉ 179. Ủa alo, quán có ổn không? Có thật sự đây là giá đồ Hàn ở khu người Hàn không, mình hỏi thật đấy, mà không phải giá rẻ là chất lượng vớ vẩn đâu nhá. Ăn hơi bị vào việc luôn, nhất là chảo coco dak galbi, gà xá bắp cải đúng như thương hiệu của quán, gà tươi đảo tại bàn, đặc biệt còn có nhân viên hỗ trợ cho mình chỉ việc ăn thui. Chảo ngoài gà, tóc bắp cải dưới khoai lang vẫn như mình hay ăn đó, giờ thì ở đây có thêm lá kê nhíp xào chung nên là thơm đặc trưng, ăn lạ mà lại hợp với gà xào bất ngờ luôn ý. Gà chiên thì vỏ giòn, thịt bên trong mềm không bị khô, tóc xào dẻo quanh thấm sốt cay cay sệt sệt. Hai món mì thì đều cay, nhất là mì dăm bông ý, nó dùng cay tê tái cay nhức cả óc nên mình ham hồ mấy miếng rồi cũng đành bỏ cuộc. Ai ăn được cay thì hãng gọi nhé. Lẩu kim chi thì mình ưng ý hơn, cũng cay nhưng mà vừa phải dễ ăn, lại chua chua đậm đà nữa, xì sụp bon mồm. Quán trông cũng đơn giản, ấm cúng và đúng cái vibe mấy quán Hàn ở khu này. Túm lại thì mình thấy đây là một quán rất đáng thử trong khu người Hàn và khu văn phòng tại Mỹ Đình. Coco Dak Galbi, địa chỉ 60 ngõ 39 Đình Thôn, Nam Từ Liêm.